chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên. Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng, anh vẫn đi đi mãi không ngừng, như cánh chim trời không biết hoài, mỗi bước đi biết mấy gian nan, vào ra tù đã mấy lần anh này, đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh ở bà con thương, anh đi bà con mưa. Ơi những mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến, hoa nở sang rừng rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy, đầu sông lại nhớ đến nguồn tổ quốc ơi, người kia anh biết bao, có đảng ta đảng cộng sản Việt Nam, có bác Hồ và muôn vàn người con tận chung với nước với dân. Như anh người chiến sĩ ấy, như anh người chiến sĩ xuống biển, trên núi cao hay dưới đồng bằng, không có nơi nào anh vắng mặt, mỗi bước đi biết mấy yêu thương, rừng cây nào trên chiến trường anh này, thành phố nào ánh sáng điện thức trăng đêm, dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất nước. Vầng trăng rằm sáng treo đầu võng trên đồng tháp 10, đồng bao nhiêu nữa thương anh biết mấy, lớp lớp đời sau nguyện nhớ suốt đời. Tổ quốc ơi, người kêu anh biết bao, có đảng ta đảng cộng sản con suốt đời, tận chung với nước với dân. Như
Kính thưa thân nhân các gia đình liệt sĩ, các thương binh bệnh binh có công với nước, hôm nay lễ trang nghiêm tri ân các anh hùng liệt sĩ của quê hương Tích Sơn đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu qua các thời kỳ chiến tranh cách mạng của dân tộc, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Tích Sơn, câu lạc bộ văn nghệ khu phố Đồng Khâu rất vinh dự được đem đến buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2072. Những ca khúc trong chương trình văn nghệ hôm nay ca ngợi tinh thần chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh không tiếc máu xương đã hy sinh một phần thân thể của mình để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Câu lạc bộ văn nghệ khu phố Đồng Khâu xin thắp lên tiếng hát lời ca kính dâng lên các anh linh anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và người có công với cách mạng. Thay mặt câu lạc bộ văn nghệ xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta luôn luôn đồng hành cùng dân tộc nói chung và cùng quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Với ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân do tập thể anh chị em diễn viên câu lạc bộ văn nghệ khu phố Đồng Khâu thể hiện, xin mời quý vị đại biểu và toàn thể chúng ta cùng thưởng thức. Đến đây thank you.
đã có những người con ưu tú của dân tộc ta đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Tên các anh đã gắn liền với tên núi, tên sông. Thịt xương các anh đã hóa vào cỏ cây, hoa lá, và cuối mùa nở ra những bông hoa thật là tươi thắm và đỏ tươi. Đó là tựa đề ca khúc Màu Hoa Đỏ Sắc, nhạc sĩ Đoàn Hiếu, Đơn Ca Nam, do anh Xuân Thành thể hiện. Xin mời quý vị và chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
khúc Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Lê Anh Chiến. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
ca khúc Người Mẹ Của Tôi, sáng tác nhạc sĩ Xuân Hồng, do Bích Trâm thể hiện. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
thời dù mây trắng như cánh lá sen, che nắng che mưa che cả quân thi. Mẹ ơi,
ngày đó Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã khép lại chương trình văn nghệ tri ân các liệt sĩ, các thương binh bệnh binh và các gia đình các liệt sĩ và người có công với nước. Vâng, một lần nữa thay mặt anh chị em công hồ văn nghệ xin cảm ơn cả ủy ban nhân dân và các vinh dự có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính mời ông Nguyễn Sĩ Báu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường có hoa chúc mừng người nghệ xin cầm kính mời.